Con biết đường không? Ok. Con đi học, mẹ đi làm, đúng không? Ừ, em xin ở nhà với bà. Con ơi, đấy đúng rồi, đúng rồi, đúng. Con nhìn đường đi, con cứ nhìn mẹ làm gì, mẹ đi đằng sau con mà. Cái gì con? Đâu? À đúng rồi, đây trường lớp của cô đây. À, mẹ phải dẫn con lên trên gác, à, lên trên tầng mà. Con có tự lên được không? À bác Cường. Đấy. Đấy hôm nay con tự đi xe đạp. Đấy. Đến đây bảo con chào mẹ, con lên rồi, bảo thôi để mẹ bắt con lên, con có tự lên được đâu. Con đi thang máy. À đi thang máy á. Mẹ bế con nữa. Con lấy thẻ con lấy đi. Được chưa? À đây, một rồi. Đúng rồi. Số mấy đấy? Số 2. Đúng rồi, con bấm đi. Con bấm, con học ở tầng mấy? Không được rồi. Ừ, nhưng con học tầng mấy con bấm đi, con chưa bấm đâu. Bấm mạnh vào, làm gì lên. Đúng rồi. Đây mẹ xuống luôn bây giờ. Cái gì? Đi vào học đi con. Muộn rồi. Vào bảo cô là lấy bánh nhá. Con lấy bánh ở ba lô ra con ăn nhá. Xong rồi mẹ đi làm, chiều về mẹ đón sớm. Ok. Bây giờ con muốn vào lớp nào? Con muốn vào lớp. Ừ, đi vào lớp này. Tép. Tép ở đâu? Rồi, con ba mẹ đi, này ba lô này. Bye con nha.